Bảo Như được biết đến là ca sĩ bolero, sở hữu giọng hát nỗ lực cùng nhan sắc dịu dàng đằm thắm. Cô từng đoạt giải Á quân một cuộc thi bolero trong sự đón nhận từ người hâm mộ. Bên cạnh đó, cô còn được biết đến là bạn thân thiết với diễn viên quá cố Mai Phương, luôn túc trực chăm sóc bạn trong những ngày tháng cuối đời. Mới đây trong một chương trình mà Trương Bảo Như nhận lời tham gia, cô đã có những tâm sự về Mai Phương sau khoảng thời gian bản thân yên nghỉ. Cô ngẹn ngào kể lại những lần được Mai Phương về báo mộng. Mai Phương mất từ tháng 3 nhưng hiện tại tôi vẫn còn buồn. Tôi biết mỗi người ai cũng phải sinh lão bệnh tử. Mai Phương đang ở độ tuổi rực rỡ nhất, xuân sắc như vậy mà lại ra đi nên tiếc nuối vô cùng. Thời gian qua tôi vẫn mơ thấy Mai Phương và có nhiều giấc mơ kỳ lạ về cô ấy. Tôi thấy cả hai đi chơi, đi diễn cùng nhau. Mỗi khi tôi làm gì đó, một vài hình ảnh Mai Phương xẹt qua khiến tôi khựng lại, đứng hình một hồi. Trương Bảo Như cho biết bản thân vẫn thường xuyên xem lại những tin nhắn cũ mà cô và cố diễn viên gửi cho nhau. Cô cũng đau lòng cho biết Mai Phương đã chịu quá nhiều đau đớn, vì thế sự ra đi là nhẹ nhàng hơn với cố diễn viên. Trương Bảo Như cũng bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian mà cô và Mai Phương bắt đầu thân thiết. Tôi và Mai Phương gặp nhau lần đầu khi ghi hình chung cho chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ số thứ 6. Chúng tôi được xếp hát chung một ca khúc, gặp nhau trò chuyện nhiều hơn và dần trở nên thân thiết. Khi biết chuyện Mai Phương buồn, khóc nhiều vì chia tay Phùng Ngọc Huy, tôi tuyên bố sẽ trở thành chồng thay người đàn ông lo lắng che chở cho cô ấy. Và từ đó chúng tôi xưng hô vợ chồng với nhau. Suốt 10 năm qua, Mai Phương và tôi từng vài lần buồn và giận nhau. Tôi không muốn Mai Phương nặng lòng về chuyện cũ, nên muốn bạn cùng nói chuyện vui. Hễ Mai Phương nhắc về chuyện buồn, tôi chặn ngay. Từ những lần đi khám bệnh nhập viện điều trị lần đầu tiên của Mai Phương, lúc nào tôi cũng có mặt đầu tiên để đưa đón. Tôi còn thu xếp công việc xin phép chồng con, từ bỏ nhiều show sự kiện và suýt mất việc tại công ty dầu khí để chăm sóc Mai Phương. Mai Phương nằm viện, tôi cũng nhiều lần theo chân vào chăm sóc, trông chừng, giúp bạn tiếp khách, giữ tiền lo chi phí, Trương Bảo Như nghẹn ngào. Cho đến bây giờ, Trương Bảo Như chính là cái tên khiến khán giả nhớ đến khi luôn ở cạnh Mai Phương vào những ngày cuối đời. Cô luôn đồng hành từ chuyện sức khỏe cho đến các vấn đề tâm lý của cố diễn viên. Thậm chí còn đứng ra đấu tranh để đòi lại công bằng cho bạn mình. Lúc sinh thời, Mai Phương cũng từng chia sẻ trên trang cá nhân những lời tâm sự tận đáy lòng về người bạn đặc biệt Trương Bảo Như. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.